Xin chào các em, chúng ta cùng chữa nhanh đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 mã đề 405. Các em tham khảo nhé. Câu số 1. Why did Sagar later occur there? Phải chọn đáp án A. Number 2. Take wave blame graph. Chọn đáp án D. Question 3, village số 1, student số 1, worker số 1, hotel số 2, chọn đi. Câu số 4, relative số 1, equipment số 2, customer số 1 và document số 1, chọn B. Câu số 5, chọn từ đồng nghĩa grateful và biết ơn bằng thankful. Number 6, the key ở đây là quan trọng, trọng yếu, trọng tâm, important. Tiếp theo câu số 7 và số 8 là trừ từ trái nghĩa. Taking easier. Ở đây là có vấn đề, tức là không học đồng ý, hoàn toàn không đồng ý. Trái nghĩa là đồng ý. Chọn câu A. Câu số 8, famous. Famous ở đây là nổi tiếng. Vậy trái nghĩa với nổi tiếng là vô danh. Chọn câu B. Number 9. Fiona và Lan đang nói chuyện về cái vấn đề săn bắt động vật hoang dã. Tôi nghĩ là vấn đề này nên bị cấm. Đúng nào? Bạn nói là rất nhiều loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, vậy chúng ta chọn câu D, chắc chắn rồi. Câu số 10, Tony ở trong quán cà phê. Tôi có thể có một tách cà phê với đá được không? Người phục vụ sẽ trả lời là sure, wait a minute please. Hãy đợi một chút. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chữa tiếp nhé. Chúng ta cùng chữa tiếp các câu ở dưới. Câu số 11. Bữa tiệc sẽ bắt đầu khi mà tất cả các vị khách đã đến. Vậy đây là thì tương lai đơn. Kết hợp tương lai đơn, chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn. Chọn câu B. Câu 12. Đây là câu hỏi đuôi. Will chuyển thành want và he. Chọn câu C. Câu 13. Để có thể mài sắc những kỹ năng mềm, anh của tôi đã quyết định tham gia khóa đào tạo. Ở đây chúng ta cần một động từ, chọn câu C. Câu số 14, mẹ của tôi thực sự là yêu thích cái gì? Đây là trật tự của tính từ. Thì quốc tịch sẽ đứng gần danh từ nhất này. Sau đó đến màu sắc và kích thước, chọn câu C. Câu 15, đây là so sánh kép, càng ngày càng, đúng không? Vậy thì ở đây là câu A loại, bởi vì là thừa thời gian. Câu B chưa có tờ và câu C tương tự, chọn câu D. Bạn càng thực hành nói tiếng Anh nhiều thì bạn càng lưu loát. Câu 16, bạn nên, ở đây cộng một cụm động từ rồi. Go on là tiếp tục, put up là dựng lên, give up là từ bỏ, điền và đơn, chọn câu A, feeling. Câu 17, một cái nhà hàng mới, cách đây 2 ngày, câu bị động, quá khứ đơn, chọn câu D. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo. Chúng ta đến phần tiếp theo nhé. Câu số 18. Câu số 18. Họ đã sống ở đây kể từ khi, kết hợp giữa hiện tại hoàn thành tiếp diễn về quá khứ đơn. Câu 19. Hầu hết các ngôi nhà ở trong cái khu vực này phải chịu những cái sự thiệt hại sau vụ trong cái trận hỏa hoạn đấy. Thì cái từ perceive ở đây là nhận cái gì đó. Conceive cũng thế, tiếp thu, tiếp nhận, nhận thức. Reserve là bảo tồn, chọn câu B. Sustain là chịu đựng. Câu 20. Cô ấy học hành chăm chỉ, cô ấy không được điểm cao. Vậy đây chúng ta sẽ kiến thức là từ nối. Although cộng S cộng V. Còn các cái câu khác thì phải cộng verb in hoặc danh từ, chọn câu B. Câu 21. In the city, trong thành phố. Câu 22. Cô ấy cố gắng hết sức để đảm bảo là collocation đi với nhau, là make sure. Câu D. Câu 23. Ở đây là khán giả ở trong một cái không gian này. Trong một cái không gian. Ở đây là trong không gian, ở bên trong là rạp hát, chúng ta sẽ dùng audiences. Còn spectator là khán giả thể thao cơ. Viewer là người xem thôi, trên mạng. Và watcher là người xem TV, vân vân. Câu 24. Tôi đã nhặt một số cái tờ giới thiệu về kỳ nghỉ mà nằm khắp bàn ở cái hãng đại lý du lịch ấy. Vậy đây chúng ta liên quan đến từ like, đây là nói dối. Were lying thì phải có, đang nằm rải rác thì phải có thêm đại từ quan hệ. Lên ở đây là liên quan đến quá khứ phân từ, câu bị động của từ nói dối. Vậy chọn câu D, đang nằm. Đây là mệnh đề quan hệ rút gọn nhé. Câu 25,
Chúng tôi có thể chịu đựng được những bữa tiệc ồn ào, nhưng việc vứt chai lọ ra cửa sổ thì vượt ngoài, tức là không thể chấp nhận được, beyond the pale, ok, là cái cụm đi với nhau đấy. Rồi chúng ta đến bài đọc và đọc hiểu các em nhé. Chúng ta đến bài đọc điền. Cô xin lỗi. Chúng ta đến bài đọc điền. Since the inventions of the internet, kể từ khi phát minh ra Internet thì giờ đã trở thành một nơi khác. Con người đang gửi tin nhắn 60 tỷ tin một ngày và chỉ mất vài giây để có thể chuyển đi. Vậy thì, nhưng có phải là chúng ta đang quên đi cách giao tiếp trực tiếp không? Vậy đây từ for là cũng là bởi vì, xin là bởi vì, although là mặc dù thì không đi trong cái trường hợp câu đơn như thế này. Chúng ta chọn từ but. Không nghi ngờ gì nữa, without a doubt. Có một số cái sự thách thức, challenges, đúng không? Vậy đây là cộng danh từ số nhiều, chỉ chọn được từ some thôi. Nhưng cũng có những ví dụ cho thấy Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Hãy nhìn cái trường hợp của Tara Taylor, một người mẹ mà sống ở đâu mệnh đề quan hệ chủ ngữ who. Đã khi mà cô ấy đăng một cái tấm ảnh con gái lên Facebook, một người bạn qua Face đã một cái vấn đề với một trong hai cái mắt của cô bé. Vậy đây là developed là phát triển, avoided là tránh, curated là tạo. Rất nhiều bạn sẽ chọn câu C, thì đây chúng ta chọn câu D. Đã quan sát tỉ mỉ để phát hiện ra một vấn đề. Rồi, vậy hóa ra là cô bé mắc bệnh hiếm. Nhưng cuối cùng cái tầm nhìn, tức là cái thị lực của cô ấy đã được cứu. Câu chuyện về cái việc giao tiếp theo nhiều cách là câu chuyện của sự phát triển của loài người, của nhân loại. In many ways, đúng không? Chọn câu A. Rồi, tiếp theo bài này chúng ta sẽ đến phần đáp án nhé. Bài liên quan đến Australia. Chúng ta sẽ đọc đáp án nào. Chữa chi tiết thì sẽ chữa sau cụ thể hơn em nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn là chúng ta đọc rất là nhanh, cái từ Sydney xuất hiện rất nhiều lần, là viết về Sydney rồi. Nhưng mà không chỉ viết về thành phố gọi là lâu đời nhất, không bao giờ ngủ, hiện tại, quá khứ, mà thực chất đó là giới thiệu một địa điểm du lịch chắc chắn phải tham quan. Chọn câu B. Rồi chúng ta cùng đến các câu tiếp theo nào. Câu 32. Câu 32. Theo đoạn 1 thì The Rock có những cái con đường đẹp nhất này, có món ăn ngon nhất, thì trong cái so sánh nhất này rất nhiều trường hợp là dễ sai, mà chúng ta đọc lại sẽ thấy có đề cập đến con đường đẹp và món ăn địa phương ngon nhưng không đề cập đến nhất. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu câu B, nó là cái nơi lâu đời nhất ở Sydney và Australia. Câu 33, the rival, đây là kẻ thù địch, chiến đấu thù địch, phải chọn câu C. Câu 34, từ these, ở đây chúng ta quay ngược lại, chọn cái danh từ nào số nhiều, đó là bays and beaches, các vịnh và bãi biển. Câu 35, theo đoạn văn thì điều nào đúng với Australia? Câu A, du khách thích hơn thì không đề cập, du khách phải đi khoảng cách xa là cũng sai. Vậy đây chọn câu C, nó là sự pha trộn giữa những cái khu vực đô thị với công viên và những cái nơi tự nhiên. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Câu 36, cái nào sau đây là nhan đề? Nếu mà làm thì chúng ta sẽ làm cái phần này cuối cùng em nhé. Phần này cuối cùng, bởi vì sau khi chúng ta làm xong, ở đây chúng ta thấy cái từ lost friends, những người bạn bị, cái từ lost friend là những người bạn bị mất liên lạc đã lâu ấy, xuất hiện rất nhiều. Còn cái từ online thì mới đầu là họ không phải là online, mới đầu là họ là ở ngoài đời thực, thì sau đó họ họ mới giữ liên lạc nào, họ mới giữ quay lại để giữ liên lạc lại. Ở đây chọn câu B. Tiếp theo câu 37, hit it off, ở đây là cụm này có nghĩa là trở nên thân quen, kết thân ngay từ đầu, tức là trở thành bạn ngay lập tức, thì không phải như vậy. Câu 38, theo đoạn 2, tác giả như thế nào? Câu A, nghĩ là bề ngoài của bạn này đã thay đổi qua thời gian. Thế đây chúng ta thấy rất là rõ. I have been expecting her to look different after 10 years. Tôi đã nghĩ là cậu ấy trông sẽ rất khác sau 10 năm, nhưng mà cô gái trong bức ảnh vẫn là Lauren ngày xưa. Rồi vậy ở đây chúng ta thấy là câu D là chưa đúng rồi. Không nhận ra là chưa đúng, không chấp nhận, chọn câu A. Từ off, từ odd. Từ odd ở đây có nghĩa là rất là lạ, không phải common, strange.
Thật là lạ bởi vì tôi cũng đã nghĩ về tình bạn của tôi và bây giờ thì bây giờ thì cô ấy đang ở đây. Đúng nào. Tiếp theo câu 40 cái từ Tây ở đây thì quay ngược lại đằng trước tìm những cái danh từ nào số nhiều vậy? Đính chính là two friends. Câu 41 cái nào không đúng theo đoạn văn? Câu A những cái nền tảng mạng xã hội đã cho phép những người bạn cũ giữ liên lạc với nhau, cái này đúng rồi. Câu B những người bạn tốt thì rất là trung thành với nhau và sẵn sàng lắng nghe khi bạn có những điều mà không vui, đúng rồi. Câu C rất ít những cái mối quan hệ bạn bè bị mất đã có thể giữ liên lạc lại, thì câu này sai rồi. Bởi vì câu D cũng đúng. Bởi vì câu này sai bởi vì ở đây người ta đã đề cập là There are lots of stories about long lost friends getting back in touch after years apart. Có rất là nhiều câu chuyện về những người bạn đã mất liên lạc, quay lại liên lạc với nhau sau nhiều năm. Điều này thì cũng là lạ bởi vì tôi cũng đang nghĩ về vấn tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về cái tình bạn này của chúng tôi và giờ đây thì cô ấy đang ở đây. Vậy là bạn này bạn ấy rất là trăn trở các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với câu số 42. Câu số 42 như sau này. Cái nào sau đây có thể suy ra từ đoạn văn? Câu A, cả tác giả và Lauren đã thay đổi theo nhiều cách sau 10 năm qua. Thứ nhất là ngoại hình của bạn Lauren đã không thay đổi rồi. Và tình bạn của họ cũng không thay đổi rồi. Câu A chưa đúng. Câu B, trước khi Lauren xuất hiện lại thì tác giả nghĩ rằng tình bạn của họ đã chấm dứt. Cái này không, bởi vì bạn ấy đã rất là trăn trở, quan tâm rất là nhiều về những mối quan hệ mất đi mà. Câu C, thời gian họ cách xa thì thực sự là khó cho hai người. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được cái này, bởi vì cuối cùng còn lại là tình bạn của họ vẫn là rất là chung thủy, họ rất là hiểu nhau và khi gặp nhau thì họ dường như là trở nên thân thiết luôn đấy. Vậy câu D là cô ấy chỉ sống ở một nơi không phải nhiều nơi. Câu 43 nào, đây là cái đảo ngữ liên quan đến hardly hard kết hợp giữa quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn. Vậy đây là hardly chúng ta phải đảo ngữ là hard. The newly advertised product been on sale when hardly đi về when rồi. When là cộng chủ ngữ câu D loại. Customer realized quá khứ đơn nhé, quá khứ đơn. Cái sản phẩm mới được quảng cáo trưng bày bày bán thì khách hàng đã nhận ra nó có rất nhiều defects ở đây là lỗi, chọn câu C. Câu 44, Laura thì không thể hoàn thành được bản báo cáo bạn nên giúp cô ấy. Vậy đây đây chúng ta sẽ chọn câu D, đúng nào? Trừ khi mà bạn giúp cô ấy, nếu không cô ấy không thể hoàn thành được. Câu 45 ở đây chúng ta liên quan đến lỗi sử dụng những cái từ từ gọi là cùng là tính từ trọng từ đấy, từ đồng dạng đấy. Vậy đây chúng ta sẽ sai, nếu mà đọc qua thì sẽ không thể sai đâu cả, nhưng đây sẽ sai là từ comprehensive. Comprehensive bạn hiểu đây là đồng bộ đúng không? Ở đây chúng ta sẽ dịch là input chỉ đi với comprehensible, tức là những cái đầu vào dễ hiểu. Nguyên tắc là đưa ra những cái nguồn đầu vào, những cái tài liệu, những cái bài giảng dễ hiểu rồi. Còn comprehensive đây là đồng bộ. Vậy tiếp theo câu 46, the new exhibition center là số ít, mà đây there lại là họ. Vậy ở đây chọn là is, chuyển sang tính từ sở hữu nhá. Rồi, câu chuyện cổ tích tấm cám đã từng là những câu chuyện, một trong số những câu chuyện ưa thích. Vậy từ was là quá khứ, vậy cái từ is ở đây là cấu trúc is to là quá khứ thêm đuôi đi. Rồi. Xin mời các em cùng đến với phần tiếp theo nhé, câu 48, 49, 50. Câu 48, lần cuối cùng cô ấy viết thư cho bạn qua thư là cách đây 6 tháng, chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành. Tức là cô ấy đã không viết trong 6 tháng rồi. Vậy chọn câu C. Câu 49, có thể rằng anh ấy sẽ không tham dự, possible là có thể tham dự cuộc họp. Câu A là anh ấy phải tham dự, anh ấy không nên tham dự, anh ấy không cần tham dự. Để chọn câu B, anh ấy có thể không tham dự cuộc họp. Câu số 50 là câu trực tiếp gián tiếp rồi. Vậy thì Jerry thì phải đầu tiên là set that rồi. Mai thì không thể giữ được, phải chuyển thành his. Và quá khứ đơn là từ get, lùi về quá khứ hoàn thành, chọn câu B.